Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi quý vị. Rất là vui được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo của em. Ở đây là con đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Hồ Xuân Hương quý vị. Bên mé trái của em đây là cái khu vực đồi cù Sơn Gốt. Bây giờ là 11 giờ trưa mà ngoài trời nó rất là âm u. Nhiệt độ em vừa mới đo được là 18 độ C. Tối ngày hôm qua thì có mưa quý vị, mưa phùng phùng, mưa cả đêm. Và hiện tại bây giờ thì gió ở ngoài bờ hồ Xuân Hương rất là mạnh luôn. Không biết du khách có đi thuyền Thiên Nga được hay không. Sáng ngày hôm nay thì em thấy du khách đi các khu du lịch rất là đông. Theo như dự báo thời tiết á, từ giờ cho đến tối quý vị thì trời nó cứ tiếp tục âm u và có gió như thế này. Thế trước mình quý vị và các bạn, đó là cái khu vực hội chợ ở Đà Lạt. Hiện tại bây giờ có hai khu vực hội chợ luôn quý vị. Hội chợ ngay góc đường Đinh Tiên Hoàng, con đường Bùi Thị Xuân, khu vực Cốt Valley và khu vực ở ngoài quảng trường Lâm Viên. Phía trước mình quý vị và các bạn thì người ta bán các mặt hàng, ví dụ như là hàng Thái Lan cũng như là các mặt hàng Việt Nam để cho bà con, người dân cũng như là du khách đến mua sắm. Rồi ngoài ra thì còn có các món ăn ẩm thực từ Thái Lan nữa. Rồi ở ngoài khu vực quảng trường Lâm Viên á, thì có lô tô này, rồi các cái trò chơi. Ngoài ra còn có các chương trình nghệ sĩ nổi tiếng nữa của đoàn lô tô Hương Nam. Và giá vé vào cổng là 30.000 đồng cho một người. Hôm nay em xin kính mời quý vị và các bạn cùng đi cập nhật tình hình đường phố trong ngày mùng 4 Tết, để xem bà con mình đi du xuân có đông hay không. Hôm nay cũng chính thức là qua mùng 3 là hết Tết rồi quý vị. Có nhiều cô bác anh chị và các bạn hôm nay cũng mở cửa các cái cửa hàng cũng như là tiểu thương mở cửa để mà lấy ngày, lấy hên, lấy ngày đầu năm. Rồi chuẩn bị buôn bán kinh doanh, mọi hoạt động trở lại bình thường rồi. Thời tiết ở Đà Lạt bây giờ nó khá là lạnh quý vị, có 18 độ C vào buổi tối, 15-16 độ kèm theo gió nữa. Ở trong cái khu vực này thì quý vị và các bạn vào mua sắm các cái dụng cụ nhà bếp vân vân, rất là nhiều các cái mặt hàng Thái Lan, mặt hàng Việt Nam, ẩm thực. Chúc mừng năm mới, chào mừng năm mới năm 2023. Nó đến khu vực hội chợ rồi lô tô thì vào buổi tối mới đông bà con cô bác mình đi, ban ngày thì chỉ có là du khách, người dân địa phương thì buổi tối thì mới có thời gian mình đi. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 1. Đó, bán các cái mặt hàng mình mua vé ở đây, trẻ em dưới 6 tuổi thì miễn phí giá vé. Xe máy thì để ở đây miễn phí, không có mất phí. Ngoài ra thì còn có lô tô nữa quý vị. Bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị cùng men theo bến thuyền Thiên Nga. Có một cô đang bán trái cây, bán cho du khách đi thuyền Thiên Nga đó. Đi thuyền Thiên Nga đạp vịt. Thuyền Thiên Nga vẫn giữ giá cũ quý vị, 70.000 đồng cho hai người trong vòng 1 giờ. Khi mà hết thời gian rồi sẽ có cano đưa mình về, rất là thích hợp đối với những ai đang hẹn hò muốn tìm không gian riêng để tâm sự thì chúng ta cũng có thể là đi thuyền Thiên Nga ha. Ở đây du khách đang đứng đợi thuyền Thiên Nga, nhiều khi đông quá quý vị, lượng thuyền Thiên Nga cũng không có đủ đáp ứng hết được du khách. Du khách xếp hàng đứng ở đây rất là đông vui. Rồi mình cũng có thể là ngồi đây ăn uống rồi nghỉ ngơi bên bờ cỏ như thế này.
Buổi trưa thì không có lạnh quý vị, buổi trưa thì nắng ấm, còn bắt đầu buổi chiều trở đi thì bắt đầu se lạnh, rồi buổi tối thì khá là lạnh. Cái khu vực mô hình nhạc nước ở đây em vẫn thấy là chưa hoạt động. Người ta làm cái mô hình này là cái mô hình thứ hai rồi quý vị. Ngày nay người ta cũng làm cái hàng rào nho nhỏ ở đây nè, để cho xe máy với lại những cái cây cỏ ở đây nó không có bị chà đạp. Người ta khôi phục lại những cái cây cỏ ở đây cho nó tươi đẹp hơn. Những con ngựa ngày thường á thì rảnh rỗi nghỉ ngơi ăn cỏ non, trong những ngày lễ như thế này thì phải kéo xe đưa du khách đi tham quan. Du khách chủ yếu tập trung lên thành phố Đà Lạt từ ngày mùng 2 Tết rồi quý vị, mùng 2 cho đến mùng 7 Tết, cũng như là các khách sạn trên địa bàn thành phố, các khách sạn 3 đến 5 sao thì theo thống kê thì đạt công suất 85 đến 95%, cũng như là các cơ sở lưu trú du lịch rồi phòng trọ, nhà nghỉ thì đạt khoảng 75% so với những năm trước. Năm nay đặc biệt là du khách lên những ngày Tết đông hơn những ngày bình thường, bởi vì năm nay có hoa mai anh đào nở đúng vào dịp Tết ta năm nay quý vị. Đó cũng là một điều hết sức là thú vị đối với những ai mà đi du xuân ở Đà Lạt. Hiện nay thì du khách đã tập trung về các cái khu du lịch cũng tương đối là đông quý vị, như là khu du lịch Thung lũng Tình Yêu thì nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng chừng 3,5 đến 4 cây số. Thì riêng đối với ngày mùng 2 Tết, mùng 3 Tết thì đón hơn 2.000 khách tham quan. Tức là ngày mùng 3 thì bắt đầu du khách bắt đầu đông dần lên. Ngoài ra thì năm nay em thấy là dịch vụ xe ngựa nè, rồi xe buýt 2 tầng đi tham quan City Tour thành phố thì năm nay em thấy là cũng ít người đi tham quan. Xe buýt 2 tầng thì do cổ phần du lịch Việt Nam cũng như là Hà Nội đặt chi nhánh tại Đà Lạt, và quý vị và các bạn mua vé ở ngay đầu đường Nguyễn Văn Cừ đó, chúng ta mua vé ở đó rồi đi tham quan. Xe buýt thì có 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng, và tham quan thành phố từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng hàng ngày, buổi chiều thì 12 giờ cho đến 17 giờ cứ 40 phút cho một lượt, buổi tối thì 6 giờ cho đến 10 giờ tối 30 phút một lượt. Và đặc biệt năm nay quý vị, trong dịp Tết Quý Mão năm nay thì các mặt hàng ăn uống cũng như là giá cả thì có phần tăng hơn một chút. Ví dụ như quý vị và các bạn uống cà phê thì ngày thường thì 45.000, nhưng mà đối với ngày Tết thì tăng thêm 5 đến 10.000 tiền phụ thu theo tiền Tết. Bởi vì thành phố Đà Lạt cũng là thành phố du lịch quý vị, thành thử ra là có nhiều món ăn thì cũng tương đối là cao. Cũng có một số nơi cũng bán đồ ăn rẻ, nhưng mà nó nằm ở ngay ngoài ô hoặc là vùng ven. Còn đa số là những nơi, những địa điểm nổi tiếng thì đều có giá cao. Từ sáng sớm ngày mùng 3 thì quý vị và các bạn có thể thấy là lượng xe ô tô con của bà con người dân từ các tỉnh phía Nam như là Sài Gòn này, Vũng Tàu này, nối đuôi nhau lên đèo Prenn để đi vào thành phố Đà Lạt du xuân. Và đặc biệt là năm nay em thấy là ở ngoài đường cũng khá là nhiều các bạn đi du lịch theo kiểu như đi tour, đi xe máy quý vị, đi một tốt từ chừng khoảng 10 đến 15 người thì đi đến đâu thì ăn nghỉ nơi đó luôn. Đặc biệt là đi vào các cái khu vực ngoại ô, các cái điểm tham quan rồi trải nghiệm, và đặc biệt là khu vực Suối Vàng thì có các món ăn như là
cơm lam, gà đôi, những món nướng cũng tương đối là ngon. Và chúng ta tiện đó thì cũng đi trải nghiệm các cái khu du lịch như là thung lũng vàng, rồi suối vàng, vân vân, rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng có một số người thích đi các trò chơi mạo hiểm như là chèo thuyền trên hồ Tuyền Lâm, đu dây rồi trượt dây đó, thì trong mấy ngày hôm nay thì tương đối là đông các cái khu du lịch. Từ ngày chiều mùng 2 Tết thì bắt đầu Đà Lạt đã rất là đông rồi. Ngay con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, con đường Trương Vĩnh Ký, đi vào đây cập nhật gửi đến quý vị và các bạn tình hình bà con, đặc biệt là du khách thường là hay thuê khách sạn ở trên con đường này rất là nhiều, bởi vì nó nằm gần ngay trung tâm quý vị. Một số du khách thì hiện nay cũng đã thuê phòng rất là nhiều, đi tìm một số người thì đi tìm phòng, hiện tại thì cũng có một số người chưa tìm ra phòng. Du khách bắt đầu lên thuê khách sạn, đặt phòng trước. Mấy bữa nay đi tìm phòng cũng hơi khó khăn một chút. Trên con đường này khách sạn mọc như nấm. Đây có nhiều bạn quý vị có thể thấy là vẫn chưa thuê được phòng, bây giờ đang đi hỏi phòng là không biết có hỏi được hay không, bởi vì mấy ngày này thuê phòng thì hơi khó. Nhiều khách sạn vẫn còn treo bảng còn phòng đó. Ở đây là con dốc đi lên con đường Phan Như Thạch, bên trên này thì có cư xá Vĩnh Ký, bây giờ thì không còn nữa quý vị. Và một số bạn trẻ thì hay lên đây để mà uống cà phê gốc cây bơ á, nhưng mà ngày nay người ta xây cái khách sạn to đùng ở đây rồi, quán cà phê, tiệm cà phê ngồi ở ngoài vỉa hè gốc cây bơ thì cũng chuyển sang bên đối diện. Các bạn đi phượt từ các tỉnh Phú Yên, miền Trung cũng có, rồi Phan Thiết, Vũng Tàu, Phan Rang, đi lẻ rất là nhiều. Xe máy ở đây thuê thì vẫn giá cũ quý vị, 70.000 một chiếc đối với xe số, còn xe ga thì 120. Ở đây thì có nhà hàng Nam Sơn, một nhà hàng nổi tiếng, cùng thời với Kim Linh, rồi Như Ý, rồi khách sạn Anh Đào, rồi khách sạn Thủy Tiên thì nằm ở bên trái của em này, ngày nay trở thành quán cà phê rồi quán trà đó, của tập đoàn Cassia, tập đoàn rất là mạnh, hai đôi dép không thể thiếu nhau đó quý vị. Khu resort rất là mạnh, ngày nay người ta đầu tư nguyên cả cái khu thác Grand đó. Đó, tập đoàn rất là mạnh. Ở đây là con đường 3 tháng 2, con đường Duy Tân, tức là con đường năm xưa, có một cô một bà tiểu thương, một cô đang bán trái cây. Ở đây thì có thơm, hóm, rồi chuối,
rồi quả sơ ri, rồi một vài trái đào đó, rồi bán cho du khách. Thời tiết lạnh cô cũng ngồi co ro một chỗ. Có nhiều bà con mình mùng 2 đã bắt đầu đi làm rồi, đi buôn bán rồi quý vị. Mùng 2 là bắt đầu có khách du lịch. Thì với hy vọng là sẽ bán được Đà Lạt, bây giờ phụ thuộc vào khách du lịch cũng nhiều. Đa số bà con tiểu thương, đa số các tiểu thương buôn bán thì đều phụ thuộc vào khách du lịch, rồi khách sạn, rồi vân vân. Còn ở vùng ven thì bà con mình phát triển nông nghiệp. Ở đây là cái khu vực hội chợ thứ hai nằm ngay quảng trường Lâm Viên để cho bà con cô bác đến vui xuân. Trong này thì vào buổi tối thì rất là đông vui, giá vé là 30.000 đồng cho một người. Trong này cũng có các cái chương trình văn nghệ, lô tô, và người ta cũng bán các cái mặt hàng. Rồi đặc biệt là trong này chủ yếu là các cái trò chơi quý vị, trò chơi cho trẻ em thiếu nhi. Đây có nhóm lô tô Hoàng Phúc này. Năm nào cũng vậy, ở Đà Lạt có hội chợ xuân, đến mùng 10 Tết thì mới kết thúc. Ban ngày thì nhiều người đi chơi, còn buổi tối thì chúng ta quay về khu vực quảng trường Lâm Viên để đi hội chợ. Ở đây là cái khu đậu xe, khu bãi giữ xe quý vị. Xe máy thì 5.000 đồng. Quảng trường Lâm Viên buổi tối rất đông. Ban ngày bà con cô bác mình đi các cái điểm du lịch hết rồi. Ở đây quý vị và các bạn lưu ý là xe máy chúng ta để lên lề ha, để ở phía dưới là có thể là bị công an, mấy chú công an. Đó, có những anh công an đang đứng rác ở đằng kia kìa. Đó. Đây là lối chúng ta đi lên siêu thị quý vị. Dạ rồi, buổi sáng hôm nay em rất là vui thực hiện video này gửi đến quý vị và các bạn cập nhật tình hình đường phố trong ngày mùng 4 Tết. Em xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe này, rồi nhiều tài lộc, may mắn và thành công trong năm mới, năm 2023. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video này. Còn bây giờ em xin phép được kết thúc video buổi sáng hôm nay ở đây, và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của em.